Xin chào cả nhà, em lên sóng giới thiệu các bác cái chiếc máy rửa bát Panasonic TA1. Một cái con máy khá là đẹp các bác nhé. Hình thức các bác nhìn trên hình ảnh nguyên bản, trắng đẹp, sạch sẽ. Mã số 10, em bán máy thì em hay ghi theo cái mã này. Các bác xem thì các bác nhớ đọc cho em mã số thì để em gửi đúng cái con máy các bác đặt nhé. Đây là cái con TA1, mẫu mã đời mới, thiết kế hình vuông rất là đẹp. Chiều cao máy các bác nhé, máy là hai cánh mở dưới mà. Đấy, chiều cao của máy là 60 phân. Đấy, rất phù hợp cho các bác nhà cái bếp là các bác mà có chiều cao giới hạn 6 từ mặt đá lên đáy tủ bếp là 60 phân nhé. Hai bên đầu hồi của máy còn khá là đẹp con này. Năm sản xuất 2018. Sang cái mẫu máy hình vuông này rồi thì nó sẽ có từ năm 2017 trở lên thôi nhé. Từ 2017 trở lên. Đấy, thì mẫu này nó là TA1. TA1 thì sẽ có sản xuất năm 2017 hoặc là 2018. Sau đó thì sang TA2 từ 2018 hoặc TA19. Thực ra thì ở mẫu mã TA1, 2, 3, 4 thì nó tính năng giống nhau hết, không có cái gì khác cả. Nên tắt bật nguồn mà này. Bắt đầu rửa này, nháy này, tắt này. Bật lên, coi nhìn này, đây nó đèn bằng số điện tử hết nhé. Các chế độ chỉnh này, đây hẹn giờ. Chung về cơ bản thì không có gì thay đổi nhiều, không có gì so với các máy khác. Đấy. Nội thất thì rất là sạch sẽ. Sang cái dòng TA này thì cái giá đũa làm to hơn dòng TR. Bên trong khoang nội thất rất là sạch đẹp mới. Và tay phun, các cái tay phun này thì các bác có thể hoàn toàn rút ra được nhé. Nó không có cái motor hay cái gì đây cả đâu mà nó quay theo cái quán tính nước thôi, không có gì. Các bác dùng rút ra vệ sinh cả. Ba tay phun. Vẫn ba tay phun như các cái dòng thế hệ TR mà hàng lỗ đấy thôi. Chả có gì thay đổi. Chiều ngang này thì là 55 phân. Xếp đây thì sang thế hệ này thì xếp cài đây là 5 bát con một hàng, 10 bát cốc. Có thể xếp thêm bát con vào đây nếu không xếp cốc. Đấy. Cái này là mình xếp bát ô tô, đĩa, đũa thìa. Trước này thì em bán là 5.9 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Năm nay máy rửa bát thì siêu rẻ rồi. 5.9 triệu thì chỉ nhỉnh hơn con TR3 năm ngoái một chút thôi. TR3 năm ngoái thì có giá 5.5 triệu. Đấy. Thì năm nay, năm ngoái con TA này trên 10 triệu các bạn này. Trên 10 triệu nhé. Năm nay 5.9 triệu rẻ đi một nửa. Thời điểm vàng cho các bác mua máy rửa bát tặng vợ con. Giá thành siêu rẻ. Đấy. Mẫu mã đẹp, bền bỉ.